Dạ, đồ hiệp sĩ Nguyễn Thành Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Dạ, trong những ngày vừa qua phải rất nhiều các cô chú anh chị ở tất cả các tỉnh rất xa về để báo tin. Mỗi một người, một hoàn cảnh, một điều kiện, một thông tin phải là vô cùng khác nhau. Nhiều người về đây chia sẻ những câu chuyện anh em nghe thực sự là rất nghẹn lòng, nhưng mà giúp thì cũng thực sự rất khó, không phải là dễ. Thì hôm nay anh em hiệp sĩ Bình Dương tiếp tục tiếp nhận một thông tin. Một chị gái hiện nay đang sinh sống tại Biên Hòa về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin. Tìm một đây là một cái cuộc tình phải nói là kéo dài trong rất nhiều năm qua. Cuộc tình này có đang là phải nói là chắc chắn lại phức tạp. Có rất nhiều cuộc tình trong thời gian qua anh em về phía Bình Dương ghi hình và chia sẻ nhiều cuộc tình 30 năm. Nhưng đây là cuộc tình không 30 năm nhưng cũng gần 30 năm đến nơi rồi. Đó, câu chuyện này phải nói là đến giờ phút này là không biết tin ai. Hy vọng là các cô chú anh chị xem hết video này để hiểu rõ. Yêu mà mới quen thì cũng bị lừa. Quen lâu cũng bị lừa, sống chung cũng bị lừa. Mà thành vợ thành chồng này cũng bị lừa thì hiện nay thì chưa biết là như thế nào, đúng không ạ? Rất khó để phân biệt ai là thật ai giả. Rồi thì hôm nay tiếp tục một chị gái hiện nay thì về đây thì nhìn có vẻ là khuôn mặt rất buồn rầu, từ sáng là âm thầm ngồi không nói nên lời để chia sẻ với anh em về điểm chìm như để các anh em này tiếp tục tiếp nhận. Hy vọng là chị gái có câu chuyện gì đó mình bức xúc hay có gì đó là mình tâm tư nguyện vọng mình muốn nhờ anh em về điểm chìm như thì chị có chia sẻ thẳng thắn ha. Đó, xin phép chị có thể chị giới thiệu cho em cũng như cho các cô chú chị biết được chị họ tên là gì? Chị tên là Nguyễn Thị Lụa, sinh năm 1970, năm nay chị được 54 tuổi. Chị nguyên quán ở đâu? Chị quê quán ở phường An Hòa, Đồng Nai, thành phố Biên Hòa. Hôm nay chị về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương giúp gì? Chị nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương để tìm lại người bị lừa tài sản của chị. Lừa chiếm đoạt tài sản của chị để nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương tìm lại cho chị. Rồi, chị cho hỏi là cái người đàn ông này là người họ tên là gì? Người đàn ông này là họ tên là Huỳnh Văn Liêm. Huỳnh Văn Liêm. Huỳnh Văn Liêm sinh 1987, quê ở Sóc Trăng. Ồ, quê Sóc Trăng. 1987, tuổi Mão Mèo đúng không? Năm nay là ba mấy đúng không? Còn chị năm mấy? Tuổi Cọp. 87, tuổi Cọp là 86. Dần là 86. Trong giấy là 87. Giấy là 87. Nhưng mà tuổi thật là 86 chứ không phải 87 đúng không? Rồi 86 với 87 nó đều giống nhau cả nhá. Rồi chị cho hỏi là chị mấy người đàn ông này quen nhau lâu chưa? Chị sống với nhau là nay được 13 năm. 13 năm. Sao lại chị biết, đầu tiên là sao chị biết thanh niên này ở đâu? Chị gặp nhau ở đâu? Thanh niên này là gặp nhau là có người anh họ có vợ ở phường An Hòa này, ở bên gỗ này. Anh họ của cái anh này, anh Huỳnh Liêm. Rồi gặp và xuống chơi rồi gặp quen nhau rồi mới sống chấp nối sống với nhau rồi được nay 13 năm. Mà người này hết ở hết đi, nhưng mà cũng bỏ qua tất cả. Rồi đi hôm nay về được 3 tháng. Được 3 tháng rồi giờ cái chiếm đoạt tài sản của em đi nữa. Xin chấm hỏi này, trong 13 năm về trước, 17 năm về trước đúng không? 13 năm. 13 năm hả? 13 năm. Chứ không phải 17 năm, em nghe lộn ha. Vậy là 13 năm về trước ấy, là bắt đầu là cái người đàn ông này về thăm gia đình, một người thân đúng không? Là gặp chị ở tại Biên Hòa. Ở Đồng Nai, ở phường An Hòa. Phường An Hòa, đồng, ở Biên Hòa đó. Đúng không? Là bắt đầu mình làm quen nhau. Chị chấm hỏi là trước đây chị đã từng có gia đình chưa? Có gia đình được 4 cháu. 4 bé. Thế còn người đàn ông là trước khi đến với chị ấy là người ta có vợ có con chưa? Chưa luôn. Vậy là mình có nói chuyện, hai bên có nói chuyện trao đổi thẳng thắn không? Là ngay ban đầu không? Có, thì gia đình cũng chấp nhận chịu. Gia đình cũng chấp nhận, cũng có lên tới lui. Cái gia đình mà gia đình chấp nhận cũng tới lui vậy, cũng tới chơi rồi giờ mẹ mất rồi. Chị cho hỏi là vậy là cái người đàn ông có sống chung với nhà chị á, là có nuôi con chị hoặc có phụ giúp gia đình mình tiền bạc không? Không. Không. Ai làm người hưởng? Nhiều khi thì cũng có làm nữa tiền mà ít có đi làm lắm. Làm biếng à? Làm biếng, không đi làm. Thanh niên này có nhậu nhà không chị? Có. Nhậu dữ không? Nhậu nhiều. Thanh niên này cái thời điểm mà mới bắt đầu mà sống với nhà chị là người ta làm công việc gì? Cũng đi phụ hồ. Phụ hồ, thế còn chị làm việc gì? Em thì hồi đó là công ty mới nghỉ hôm năm nay. Người bệnh người nghỉ mới năm nay, từ Tết tới nay. Vậy là người ta ở với chị thì người ta có yêu thương chị không? Thì thấy cũng sống thì nhiều khi cũng lo
đi làm đâu được dài bao ngày, nó 50 ngày rồi bắt đầu nghỉ. Có nghĩa là người ta đến bây giờ 13 năm chứ phải 17 năm là khi người ta đến với chị là chị khoảng 40 tuổi. 40, 41. Khoảng nói chung khoảng 40 tuổi ha. Lúc bây giờ từ ngày đó giờ sao mình không sinh con chung? Không có con, không biết sao. Người ta không sinh được đúng không? Là chắc do người ta. Quá, chắc do vậy á. Là chị nghĩ là như vậy, còn chưa biết là đúng hay không ha. Dạ đúng rồi. Con chị hiện nay trưởng thành hết chưa? Trưởng thành, có chồng hết. À, con gái hết à? Gái hết, ba đứa gái. Ba gái luôn? Có thằng trai mà mất rồi. Ồ, trai mất rồi, còn ba người gái đấy chồng. Dạ. Bây giờ là chị sống một mình. Một mình nha. Người đàn ông này trong mấy chị là trong thời gian vừa rồi là sống ở Biên Hòa, là mình có nhà không? Hay là mình nhà trọ? Em ở nhà. À, chị có nhà hả? Nhà của mình luôn hả? Nhà của mình luôn. Vậy cũng tốt rồi. Vậy là thanh niên này không lo cho, rút không phụ gì cho chị luôn. Gia đình đã trơn. Thế mình sống người ta để chi vậy? Tại vì em sống có một mình á, rồi em muốn nương tựa để có một người trong nhà lúc mình đêm hôm mình có bệnh đau này kia. Đó nên em không có suy nghĩ gì hết, em cũng bỏ qua hết tất cả. Đi đi về về cũng bỏ qua hết, mà em không ngờ đến nay là lười em để lấy chiếm đoạt tài sản của em đi. Lừa chị những cái gì rồi? Lấy lừa cho em, lừa em là một sợi dây chuyền 18K là 4 chỉ, 2 39 39 mấy gì gần là. Nói chung 4 chỉ mấy ha. Đó 4 chỉ mấy đó. Là một chiếc xe Sirius xe 50. Với một cái điện thoại Apple lúc em mua góp 9 triệu mấy. Một chiếc điện thoại Apple đó. Thế tổng giá trị giờ khoảng bao nhiêu tiền chị biết không? Thì sợi dây chuyền của em là gần 20 triệu. Với lại chiếc xe đó là em có giấy tờ để em mang theo là 6 triệu 7. Mua lại của ta 6 triệu 7. Rồi với lại cái điện thoại mua góp 9 triệu mấy. Em mua nay 3 năm nè. Vậy là đấy của chị xe là 1, vàng là 2. Với cái điện thoại là 3. Điện thoại là 3. Có lấy tiền không? Dạ không. Chị còn tiền không? Hay thanh niên này không biết? Em còn, giờ bệnh em chỉ còn chút đỉnh chị. Để chữa bệnh đó. Triệu đô lại trong túi rồi chứ không có nhiều. Thanh niên này bỏ đi lâu chưa chị? Mới đi hôm qua. Mới đi hôm qua? Mới đi ngày hôm qua là ngày 8 hả? Ngày 8. Trước khi đi là lấy của chị toàn bộ xe và điện thoại và vàng luôn. Vàng luôn, là trong khi là em không có nhà. Chị đi đâu? Em mới vừa ra đi khỏi nhà để em mua đồ đi đám giỗ. Vậy là thanh niên này ăn trộm luôn. Ăn trộm à? Trộm này chứ còn trộm luôn. Trời ơi. Vậy là những ngày vừa qua là chị là người đi làm kiếm tiền để nuôi thanh niên này? Đúng. Vậy là thanh niên này chỉ có ở nhà ăn mới chơi đâu? Ở nhà chứ. Không làm ăn gì hết? Cứ cũng có làm mà cứ làm được vài ngày là nghỉ. Vài ngày là cái nghỉ, cái gì? Cái nghỉ có tầm khoảng nửa tháng. Nửa tháng, một tháng thì mới đi làm được vài ngày thôi. Vậy là làm vài bữa để kiếm tiền ăn đi, đúng không? Ở vậy này 3 tháng mà làm được có 2 ngày rưỡi rồi. Trời ơi. 3 vậy, tháng trời làm 2 ngày rưỡi. Vậy là công này chắc cao đấy, ngày công này chắc là cao. Chị cho bạn là vậy là trong cái thời gian từ ngày đầu tiên cái tuổi đời chị, cái tuổi lúc bây giờ có mới 40 rồi. Thanh niên này kém chị cũng rất nhiều tuổi. Lúc bây giờ 40, thanh niên này có hai mấy à? Đúng. Đúng chưa? Mà sao người ta chưa có vợ chị biết không? Không. Tại sao không biết không? Tại sao không biết? Không biết luôn. Chị có tìm hiểu tại sao anh không lấy vợ mà sao anh thương em không? Mình gọi nhau bằng cái gì? Thì gọi tên mới đầu thì gọi tên. Giờ gọi anh em. Rồi sau này về sống chung với nhau phải gọi anh em. Anh em luôn. Dạ. Mọi người có nói gì không? Mọi người có nói là chị may mắn không? Không, nói chung là cũng may, nói gì mình không có đi ra ngoài tiếp xúc với nhiều người nhiều á. Cứ đi làm tối ngày nên mình cũng nói gì ai, cũng ai nói gì mình hết. Bốn người con, ba người, bốn người con của chị đúng không? Chị có bốn người con đúng không? Đúng. Bốn người con của chị trước khi thanh niên này về sống với nhà chị á, là con chị có đồng tình không? Không, không chấp nhận. Sao không chấp nhận? Tại vì nó thấy không lo cho mẹ là một, chứ hai nó ăn nhậu nhiều quá nên nó không chấp nhận. Con chị có nói xấu về về cái người đàn ông bồ chị không? Không. Không à? Không nói gì hết. Vậy là người gọi là đây gọi là cha dượng đi. Người cha dượng, người chồng chị đấy, người bồ chị ấy. Có ý định, ý đồ xấu gì với các con gái chị không? Có tính không? Có tính ý đồ xấu gì không? Cũng có. Cũng có luôn. Có mà nghe lúc con nó còn nhỏ nó nói là chưa làm gì hết. Nó chỉ là dở mùng lên, mới vừa nắm tay thôi. Cũng nói chung là cũng muốn làm thịt. Nói thẳng như vậy. Thì đó đúng rồi. Nhưng mà con chị nó không đồng ý đúng không? Đúng rồi. Nó phản kháng là nó không đồng ý, đại loại là cũng có ý đồ xấu. Đúng. Nói thẳng như vậy. Đúng chưa?
Vì con gái chị thì tuổi đời nhỏ, trẻ, cha dượng mà nó làm chuyện đấy thì em thấy là bây giờ là em không có vơ đũa vơ cả lắm, nhưng mà em thấy nhiều lắm. Đúng rồi. Đúng chưa? Vậy là con gái chị chia sẻ với chị luôn hả? Không. Đúng không? Không. Con gái nói vậy. Ồ. Thế nên là em nhìn mặt thì nói thật với chị luôn. Cái mặt này không có một tí bảo hành, một chút bảo hành luôn. Cái mặt này cực lưu manh luôn, thật. Mặt này nhìn không có chút nào. Nói thật lòng với chị. Cái mặt này là mặt không có một chút nào bảo hành, cực lưu manh. Đó. Vậy là thanh niên này sống với chị 13 năm qua không làm ăn gì? Không làm ăn. Nói chung là thế này nè, cả 3 tháng đi làm một bữa là nó gọi là không làm gì rồi. Làm biếng. Đó, đúng chưa? Đúng rồi, đúng, làm biếng. Dạ. Yeah. Cả xóm đều có nói. Ừ. Đều biết là ông làm biếng lắm. Nhìn mặt này thì thua rồi, cái lông mày này thì thua rồi, lông mi mắt này thì thua rồi. Mà không biết tại sao chị lại yêu thanh niên này. Chị có yêu dữ không? Không biết được, nó duyên nợ gì đó không, hay em, sao? Em biết là duyên nợ rồi, duyên nợ mình muốn đến với nhau. Vậy không, đúng không biết từ sao tự không có thương về sống với nhau nha. Nhưng mà lúc bắt đầu mới quen nhau, mới sống với nhau, mình có thương nhau dữ không? Không, mới thì không có thương. Mới có thương nhiều. Cứ về là sống vậy rồi cái chỉ biết đi làm. Đi làm thì không mới, hồi lúc mới về thì cũng đi làm cũng vọt quẹt rồi cũng được được hơn giờ. Ừ. Đó rồi cái bắt đầu sau này sống đâu được 7-8 tháng rồi là thấy làm biếng rồi. Ồ, đuổi luôn. Mình đuổi luôn, tống cổ luôn. Có vậy mà còn nhậu đập mấy cái tivi rồi. Trời đất ơi. Ở trên phường, công an phường xuống cũng làm việc rồi đủ ra khỏi địa phương rồi, là tại vì em sống không mình á, rồi cái cũng về đó đuổi đi không đi. Nó không đi. Nói chung là chị vẫn thương đúng không? Ngày đó chị vẫn thương đúng không? Đúng chung là vẫn còn thương. Thanh niên này khỏe không chị? Thanh niên này có khỏe không? Tướng khỏe lắm. Tướng khỏe lắm. Bao nhiêu ký? 6 mấy ký. Bằng em không? Bự hơn chút. Bự hơn luôn hả? Tướng bự hơn. Em chắc đòn lắm, em 6 mấy ký nè. 80 với nhau á. 80 luôn hả? Chắc nay chắc cũng 70 à. Thì chị nhắm thì chắc kia là 70, nếu em 70 70 ký, 70 ký là tướng to rồi. Vậy đó. Ừ, cao mét mấy? Cao chắc phải 1m6 mấy quá. 6 mấy thì thấp hơn em rồi. 6 mấy á. Thấp hơn em. Em mới 7 mà, 6 mấy thì thấp hơn em đúng rồi. Ừ. Nhưng mà thanh niên này có nghề không? Có võ không? Không có nghề, nghề gì thì chỉ có đi làm hồi thôi. Ôi giời, võ này chắc võ đạp mái rồi. Thanh niên này có võ đạp mái rồi. Thanh niên này có, vậy là thanh niên này rất khỏe đúng không? Đúng rồi. Ừ. Ngày là thanh niên này ở ngày ở nhà ăn chơi mà ngày xưa chị đi làm công ty như vậy mệt mỏi như vậy mà thanh niên này hàng đêm mà có, nó có đòi hỏi không? Có đòi hỏi không? Cũng có, nói chung là mình cái giờ cái chợ chồng được cũng đâu có gì mà để xấu mà nói. Ừ, thì đúng rồi. Giấu. Ừ. Cũng có nhưng mà nhiều khi lắm lúc chị mệt rồi chị không có chịu. Không chịu luôn. Đó. Thanh niên này cố đòi không? Không. Không đòi. Không chịu thôi. À, không chịu thôi luôn. À, là bà không chịu tôi ngủ mình đúng không? Đúng rồi, người ngủ trước, người ngủ trong phòng. Ờ, không ngủ chung à? Không. Trời đất, quỷ thần đấy. Sao ngủ chung? Người khi dặn nhau, người ngủ trước. À, dặn nhau đêm có mòi rồi, dặn nhau không? Không. Kìa. Ngủ tới sáng. Hả? Ngủ tới sáng đi. Ngủ sáng luôn. Nhưng mà chị có khi nào chị tự dưng chịu với hai người dặn nhau, chị bỏ ra không? Chị nhớ không. Chị bỏ ra không? Làm gì mệt mà lo kiếm tiền, khổ lo kiếm tiền. Dễ thương sống chứ. Mình đòi hỏi chi ba chuyện đó. Vậy là anh ấy có bỏ sang thăm chị nửa đêm không? Không, không gì. Không luôn? Không vô, còn dám vô. Không dám vô à? Vô chị đạp à? Không phải đạp, là tánh chị khó, chị hay cằn nhằn. À, cằn nhằn lâu không? Hoài không? Cằn nhằn hoài không? Cằn nhằn vậy là... Chị cho mày. Vậy thanh niên này chị có nghĩ là có mối tình ở bên ngoài nữa không? Mà cho nên... Thôi thì... chị không biết. Vậy là đi mấy ngày về một chị lần? Chị không có nghĩ tới. Người đàn ông là đi mấy ngày về một lần? Thường thường á? Không, thường thường là đi 7-8 tháng năm. Ôi trời đất, quỷ thần. Về cái được mấy tháng rồi bắt đầu đi mà nữa. Đi 7-8 tháng một năm này đi đâu? Chị cũng không biết được. Rồi có vợ khác rồi. Chị không biết được, cứ chị rồi. Ở nhà chị đi làm không? Vậy là thậm chí là bà khác nuôi rồi. Đây là bà cả, bởi vì bà hai, thậm chí bà khác là bà cả, chứ bà này là hai. Nói chung là chuyện của đàn ông thanh niên á, ví dụ như vợ thì nè, nhiều khi có thời gian để đi kiếm được, còn chị đi làm chị tăng ca tới tối, chị đi cứ 6 giờ sáng chị làm tới 10 giờ đêm chị mới về. Em thấy chị rất thiệt tình nhá, nó thiệt, nhìn hiền, thiệt tình. Chị quê gốc ở đâu? Chị quê gốc chị là quê ngoại ở Bến Tre, nhưng Bến Tre. Mà chị gốc mẹ về ở đây là có chồng ở Bến Gỗ này là... À, Bến Gỗ Biên Hòa ha? Yeah. Em thấy chị thật sự là nhìn hiền hậu, nó chân tình vậy. Còn con người ta thì nói thẳng là con người ta không ai mong muốn là mình xấu. Ai cũng muốn là mình đẹp, đúng không? Nhưng mà trời sinh nhờ, cha mẹ sinh nhờ, đúng không? Thế nên là phải sao chịu vậy, đúng không chị? Thế nên là thanh niên này, nhưng mà em nghĩ là thanh niên là đến với chị, lợi dụng chị thôi. Đúng.
đến giờ phút này là không những lợi dụng mà lừa chị cả tiền cả tình trong thời gian vừa qua, đúng chưa? Bởi vì thanh niên đến với chị là lúc tuổi đời còn rất nhỏ, nhưng mà thanh niên này phải nói là bất tài. Em nói thẳng luôn là bất tài vô dụng. Những người đàn ông bất tài vô dụng mới đi bám vào những người phụ nữ lớn tuổi để ăn bám thôi, kiếm bữa cơm thôi, đúng chưa? Chứ thanh niên này nếu sống với nhà chị mà phải kiếm tiền, phải lo toan cho chị hoặc cho các con chị, đó mới gọi là một người đàn ông đàng hoàng tử tế. Nhưng mà đến giờ phút này chưa nuôi, chưa giúp gì chị luôn. Có bao giờ đưa tiền cho chị không? Thì có đi tôi làm. Nhiều không? Đi làm thì được mấy ngày thì nói chung cũng vậy, đưa được mấy ngày. Ôi trời đất quỷ thật. Mà cứ lấy tiền xài, tiền đó. Nhậu là tiền ăn. Đưa ví dụ đi làm trong vòng 13 năm đi làm được 5 lần. Đi thuộc visa, đúng chưa? Tiền này kia cũng đó. Không có. Mỗi lần đi làm được 500 ngàn. Về đưa ra 500 ngàn để lấy vài triệu. Đó. Vậy thanh niên này đòi hỏi là sung nhất là lúc thời điểm mà hai người mà yêu nhất là mấy điếu một là đó trời bây giờ một là một mở mà nhưng mà thanh niên này cũng tướng to mà yếu vậy hả? To này mà to nhưng mà không là công nghiệp rồi, tại vì chị là cũng lớn tuổi rồi nên cũng không có muốn không muốn nhiều, nhiều. Đúng rồi, nói chung là một lần là đủ rồi. Nói chuyện nó tế nhị nhưng mà nhiều khi vui vui hài hài ha. Mà nói này cũng văn minh lịch sự mà đâu có gì đâu, đúng không? Mình đâu có lấy bậy bạ đâu, đúng không? Đúng vui vui hài hài. Cho nên cái câu chuyện là trong câu chuyện nó phải thêm tí móng tí muối vào nữa. Thì móng tí muối nó mới vui vui ha. Dạ. Có gì đâu. Dạ. Thì... chị cho mà này. Đến giờ phút này em hỏi thật chị còn thương thanh niên nào? Nói chung giờ thương thì cũng chẳng còn thương, không có từ chối được. Nhưng mà bây giờ có thương nữa thì nó sau này mình càng khổ nữa. Nhiều nữa nên chị suy nghĩ lại, một khi chị quyết định chị suy nghĩ lên nhờ anh Hải hiệp sĩ đây rồi là trước mắt không có sống nữa, giờ có sống giờ cả đời người anh niên là không có thay đổi được. Đúng. Nếu thay đổi được đã thay đổi rồi, khó đúng không? Ừ. Cái này thực sự rất khó. Thôi bây giờ mình sống mình đi. Ừ. Có gì sau này các con chị lấy chồng gần nhà không? Nó có chồng ở xa đâu đâu cũng về thăm lần thôi. À, thôi thì lâu nay mai con cháu về thăm đi. Ừ. Nhá. Chứ bây giờ thì em nói thẳng là bây giờ những thanh niên này quen chị mục đích chính là lừa đó. Bây giờ chị có điều nào chị muốn chia sẻ nói chuyện thẳng thắn lên video này. Bây giờ trước đây là ông quen biết ông lừa tôi lợi dụng tôi. Bây giờ ông phải trả lại toàn bộ xe và vàng và điện thoại cho tôi để tôi lấy phương tiện làm ăn kiếm sống. Đó, nói thẳng thắn đi. Bây giờ ông này ông đang xem ông họ tên là gì? Chị đọc tên đi. Ông tên Huỳnh Văn Liêm. Ông sinh 1987 á. Không sống với tôi tên là Nguyễn Thị Lụa, tôi sinh 1970, năm nay tôi 54 tuổi. Ông sống tôi được 13 năm rồi, thì giờ ông đi ông lừa tôi không có nhà, ông lừa tôi ông trộm cắp tài sản của tôi ông đi, thì giờ ông hiện đâu thì ông đem về ông trả hết tài sản này cho tôi bệnh đau tôi mới làm gì được nữa, thì tôi nhờ đội anh Hải hiệp sĩ ở trên đây để tìm kiếm ông, thì giờ ông đem về sớm trả cho tôi để tôi lo cái bệnh đau tôi bệnh đau không có đi làm gì được, thì thôi tôi cũng khuyên ông vậy, rồi có gì đội hiệp sĩ anh Hải cũng bỏ qua hết cho ông đem về ông trả lại cho tôi đi, trả hết cho chị thì anh em sẽ bỏ qua xí xóa nha, còn nếu không trả thì anh em tìm bằng được. Dạ, đây tiếp tục một cái câu chuyện là trong thời gian vừa qua anh em hiệp sĩ Bình Dương đã ghi hình và truyền tải rất nhiều thông điệp, rất nhiều các chị gái giống như này đó, đến giờ phút này là yêu thương, thậm chí là thành vợ thành chồng luôn đó, nhưng mà vẫn không con mà cũng không đăng ký hôn, gọi là sống lâu rồi thành vợ chồng, nhưng mà thanh niên này phải làm biếng tiếp theo, thanh niên này tiếp tục lừa chị gái, tuy số tiền vàng và xe của chị đối với người khác không nhiều, nhưng đặc biệt là đối với chị đến giờ phút này là ốm đau bệnh tật đó, mà lợi dụng chị trong vòng thời gian vừa qua gọi là ăn nhờ ở đậu để lừa chị. Đến giờ phút này có bao tiền vàng bạc chị ra khỏi cửa, chị đi công việc ở nhà ăn trộm hết của chị đó. Nên hy vọng là các cô chú anh chị nếu ai phát hiện được thanh niên này đang ở đâu thì báo tin giúp anh em hiệp sĩ Bình Dương theo số điện thoại 0913 78 58 58, anh em đang tìm cách là đưa thanh niên này ra cơ quan công an nhanh nhất có thể, bởi vì tránh tình trạng thanh niên này tiếp tục đi lừa chị em phụ nữ khác đó. Trong thời gian vừa qua anh em đã cảnh báo rất nhiều rồi, hy vọng là trong thời gian tới thì các cô chú anh chị mình yêu ai đó, mình đến với ai đó, mình phải tìm hiểu xem là người ta là con người có đàng hoàng hay không, tránh tình trạng đến giờ phút là lợi dụng chị cả tiền bạc, đúng chưa, cả về tình ái đó. Hy vọng là thanh niên này hãy trả lại tất cả những tài sản mà đã lừa trộm của chị gái này khi vắng nhà, nếu không anh em hiểu chị Bình Dương mà tìm được thì thanh niên này là tiếp tục có dính vào vòng pháp luật đó. Trong những ngày tháng vừa qua anh em hiểu chị Bình Dương tóm rất nhiều đó, giao cùng cơ quan công an xử lý
Đó. Thanh niên này nhìn có vẻ là cũng rất trẻ. Nước da thì có trắng không? Trắng. Trắng ha. À, nguyên quán người này ở đâu chị? Ở Sóc Trăng. Nguyên quán Sóc Trăng. Họ tên đầy đủ là gì chị? Quỳnh Văn Liêm. Sinh năm mấy? Sinh 1987. Lúc trước khi bỏ trốn ở đâu chị? Đi trước khi bỏ trốn chị là ở phường An Hòa. Thành phố Biên Hòa. Phương Hòa, Đồng Nai, Phương Hòa. Dạ. Yeah. Hiện nay chị có gọi được không? Không. Dạ. Điện thoại không gọi được nữa. Mất tích luôn. Mất tích luôn. Gọi là chị xác định là hiện nay vàng của chị và điện thoại và xe hiện nay đã mất. Đã mất. Dạ. Yeah. Bây giờ chị có mong muốn anh em về chị mình chưa tìm được thanh niên nào? Thì em giờ cũng mong muốn nhờ sự giúp đỡ của anh em hiệp sĩ Bình Dương để tìm kiếm Quỳnh Văn Liêm về giúp cho mẹ. Dạ. Chị có điều nào muốn nhờ các cô chú anh chị giúp chị để chia sẻ video này rộng rãi hơn nữa? Em cũng nhờ cô chú bác anh chị em á, ở các nơi đó có thấy cái người này, cái tên Quỳnh Văn Liêm này á, thì điện đến cho anh em hiệp sĩ Bình Dương để giúp đỡ cho em giờ. Hôm nay chị về đây chị chia sẻ cái câu chuyện mà chị bị người tình của chị sống trong 13 năm qua đã ăn trộm của chị một chiếc xe máy, đúng không? Dạ. Một cọng dây chuyền, một chiếc điện thoại. Đúng. Chị báo tin này có hoàn toàn có đúng sự thật không? Em đã báo tin này hoàn toàn đúng sự thật. Nếu mà có sai em hoàn toàn chịu trước pháp luật. Nếu sai thì chị hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật ha. Dạ. Hôm nay chị về đây nhờ anh em mình chứng minh dương ghi hình và chia sẻ tất cả thông tin của chị lên tất cả trang mạng xã hội để tìm phi công này. Chị có đồng ý cho anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình và truyền tải tất cả thông tin của chị lên tất cả trang mạng xã hội không? Đồng ý ha. Rồi. Cuối video này thực sự em cái cuộc trò chuyện của mình không có dài. Nhưng mà em cảm nhận là chị là một người rất thật. Đó, rất chân tình mà không ngờ đã bị một gọi là lão yêu quái này gọi là lại tiếp tục lừa chị. Trong thời gian qua anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình rất nhiều rồi. Cảnh báo cảnh tỉnh rất nhiều. Nhưng rất nhiều chị gái hiện nay đang sập bẫy phi công. Đó, thanh niên nói chuyện có ngọt không chị? Nhẹ nhàng không? Nói chị cũng sống sáng à, không ngọt ha. Rồi thì hôm nay thì anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình và truyền tải cái thông tin của chị gái lên tất cả trang mạng xã hội để hy vọng là tìm thanh niên này. Nếu các cô chú anh chị, nếu ai biết là thanh niên này đang ở đâu thì âm thầm hoặc báo tin giúp anh em hiệp sĩ Bình Dương theo số điện thoại 0913 785858. Anh em tìm cách là đưa thanh niên này ra cơ quan qua. Dạ, cuối video này em xin phép được thay mặt các anh em hiệp sĩ Bình Dương xin kính chúc chị cùng với gia đình luôn là mạnh khỏe hạnh phúc. Hy vọng trong những ngày tới thì chị lấy lại toàn bộ tài sản của mình chị nhé. Dạ. Cuối video cho phép công trần xin thay mặt các anh em hiệp sĩ Bình Dương xin kính chúc các cô chú anh chị đã luôn luôn theo dõi, ủng hộ, đồng hành cùng anh em hiệp sĩ Bình Dương trong suốt thời gian qua. Hy vọng trong thời gian tới thì các cô chú anh chị tiếp tục đồng hành, ủng hộ giúp anh em hiệp sĩ Bình Dương để một ngày một lan tỏa hơn nữa để giúp đời giúp người. Dạ, xin thân ái chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo.